Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Uncheck Share. Ở phần trước, chúng ta đã nói qua nguồn gốc hình thành, phát triển và các đặc điểm sinh học của phân ngành khủng long sauropod. Để có phần 2 tiếp nối thì ngày hôm nay với trọng tâm nói về các nhánh, các họ, các chi thuộc phân ngành này. Nhưng trước khi bước vào những nội dung chính thì mình có một yêu cầu nho nhỏ. Xin các bạn hãy ấn like và subscribe kênh. Ngoài ra, các bạn hãy nên xem hết video để ủng hộ chúng mình vì thời lượng xem ít quá mọi người ạ. Nói như vậy đã đủ rồi, còn bây giờ hãy bắt đầu video này ngay thôi. Các họ khủng long Sauropoda. Sở hữu số lượng thành viên vô cùng phong phú, nên không lạ khi việc phân nhóm các khủng long sauropod cũng rất phức tạp. Phần lớn những loài sauropod mà chúng ta biết đều thuộc về một nhánh được gọi là Neosauropod. Đây là một trong những nhánh chính xuất phát từ Eusauropoda, hay còn gọi là các sauropod thực sự, bên cạnh một số nhánh quan trọng khác như Mamenchisauridae. Mamenchisauridae với đại diện là những khủng long cổ siêu dài như các loài thuộc chi Mamenchisaurus nổi tiếng và các họ hàng như Eomamenchisaurus, Hudisaurus, Tonkanosaurus, Yuamosaurus hay Omesaurus. Phần lớn chúng được tìm thấy trong các di chỉ hóa thạch ở Trung Quốc, Mông Cổ hay Siberia. Một số nghiên cứu gần đây đã bổ sung một số đại diện phát hiện được ở khu vực châu Phi như Wamwiracaudia hay Spinophorosaurus, hay ở châu Úc có Rheotosaurus và họ Mamenchisauridae. Quay lại nói về Neosauropod, về cơ bản thì các bạn có thể hiểu rằng các Neosauropod có thể được chia thành hai nhánh chính, đó chính là Diplodocoidea và Macronaria. Đầu tiên là Diplodocoidea. Bao gồm các Neosauropod có mối quan hệ gần gũi với Diplodocus longus, đây là loài nổi tiếng nhất trong họ, hơn với Santosaurus euricatus. Các khủng long Diplodocoid rất dễ nhận diện bởi hình dạng đầu đặc trưng. Các răng của chúng phân bố hoàn toàn phía trước lỗ tiền hốc mắt và lỗ mũi đặc biệt rộng. Các khủng long Diplodocoid có số lượng đốt sống cổ vượt trội so với số lượng trung bình của các sauropod. Ngoài ra, đốt sống xa nhất thuôn dài tạo thành một cái roi ở chóp đuôi. Diplodocoidea cũng là nhánh Neosauropod có sự phân hóa về kiểu hình của đầu, cổ và kỹ thuật kiếm ăn đa dạng nhất. Tuy nhiên, đặc điểm chung của nhánh này là phần lỗ mũi nằm cao trên hình hộp sọ, gần với hốc mắt, trong khi phần răng chỉ phân bố ở phía trước của bộ hàm hình trên. Các răng hẹp và giống hình dạng viết chì để tước lá, đặc biệt trong họ Diplodocoidae. Các Diplodocoid có các xương sườn cổ ngắn làm tăng độ linh hoạt của cổ và chi trước ngắn giúp làm giảm trọng lượng phần trước để giúp một số loài có thể đứng lên bằng hai chân sau để tìm lá cây trên cao. Ngoài ra, tất cả các Diplodocoid đều có một cái đuôi rất dài, kết thúc bằng một cái roi ở chóp đuôi, vừa để tự tạo bảo vệ bản thân, vừa để duy trì khoảng cách phù hợp với những cá thể khác. Thứ hai là Diplodocidae. Nổi tiếng trong liền họ Diplodocoidea là họ Diplodocidae. Các khủng long thuộc họ này có phần cổ rất dài để ăn lá cây từ trên cao. Các loài khủng long nổi tiếng khác bên cạnh Diplodocus trong họ này bao gồm có Apatosaurus, Brontosaurus hay Suposaurus. Trong khi đó, hai họ còn lại là Dicryosauridae và Ribbachisauridae có các thành viên có cổ ngắn nhất trong tất cả sauropod, phù hợp để kiếm ăn gần mặt đất. Thứ ba là Dicryosauridae. Các khủng long thuộc họ Dicryosauridae hay Dicryosaurid giống với các Diplodocid có các gai sống trẻ đôi. Thậm chí ở các khủng long này, các gai sống còn cao và cách xa nhau hơn. Cá biệt có thể phát triển thành một hàng gai đáng sợ như trường hợp của Amargasaurus kazooie. Có một thành viên nổi tiếng khác của họ này đó chính là Brachycephalopemesae, hiện đang giữ kỷ lục là loài sauropod có cái cổ ngắn nhất. Thứ tư là Ribbachisauridae. Ribbachisauridae là một họ sauropod còn tương đối mới mẻ, được chia làm hai phân họ Ribbachisaurin và Limmaisaurin. Các Ribbachisaurids sinh sống ở các vùng đất mà ngày nay là khu vực Nam Phi, Bắc Mỹ và Châu Á vào đầu và giữa kỷ Creta. Các Ribbachisaurids thường có kích thước trung bình và chỉ có một hàng gai sống, thay vì chia đôi như các Diplodocid và Dicryosaurids.
Một số chi có các khớp đặc biệt ở lưng hoặc ở các đốt sống thân hoặc ở các đai gốc chi, có lẽ để thích nghi với địa hình gồ ghề hoặc đồi núi. Các thành viên thuộc phân họ Ribbachisaurin, đó là Ribbachisaurus gerasby hay Nigosaurus tarquetii, thường có kích thước nhỏ hơn và có cổ ngắn, hộp sọ rộng, quai hàm bạnh có thể chứa tới 600 răng nhỏ, tạo thành một loạt nhai để nghiền nát các loại thực vật nhỏ và ngắn, phù hợp với việc kiếm ăn các loài thực vật sát mặt đất. Thứ 5 là Brachiosauridae. Các Brachiosauridae phần lớn là những khủng long có kích thước to lớn, với phần vai nhô cao trên hai chân trước dài, với đại diện nổi tiếng nhất là Brachiosaurus antithorax đến từ Bắc Mỹ. Tuy nhiên, không phải Brachiosauridae nào cũng to lớn đâu, chẳng hạn như Europosaurus hongiri được tìm thấy ở nước Đức ngày nay là một trong những sauropod nhỏ nhất từng được biết tới. Khác với nhiều họ sauropod tiến hóa bằng cách gia tăng số lượng đốt sống thì các Brachiosauridae phát triển chiều dài của từng đốt sống. Thời đại hoàng kim của các Brachiosauridae kéo dài từ cuối kỷ Jura đến đầu kỷ Creta. Bên cạnh Brachiosaurus, một số thành viên nổi tiếng khác trong họ này có thể kể tới Gigraphatitan, loài họ hàng gần gũi của Brachiosaurus sinh sống ở Tanzania ngày nay, hiện đang giữ kỷ lục là bộ xương khủng lớn nhất thế giới đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Berlin, hay Lusotitan Atlantis được tìm thấy tại Bồ Đào Nha. Thứ 6 là Titanosauria. Titanosauria là nhánh sauropod xuất hiện vào khoảng giữa kỷ Jura, nhưng chỉ trở nên phổ biến vào đầu kỷ Creta, tồn tại đến khi thời đại khủng long kết thúc. Các thành viên trong họ Titanosauria đa dạng cả về kích thước, có thể chỉ nhỏ bằng một con ngựa con như Machiarosaurus cho đến những gã khổng lồ thực thụ như Argentinosaurus và hình dạng có thể cổ ngắn như Isisaurus corbidi cho đến cổ dài như Rapetosaurus crossi hay từ cao lớn như Alamosaurus sanjuanensis cho đến thấp bé và to bé như Opisthocoelicordia skarzinski. Một đặc điểm làm nên sự khác biệt của các Titanosauria so với các sauropod khác là rất nhiều loại trong chúng sở hữu một bộ áo giáp được cấu tạo bằng những mảnh vảy xương, osteoderm. Một đặc điểm làm tăng khả năng sống sót của chúng trước những loài khủng long ăn thịt của kỷ Creta, điển hình như Alamosaurus. Những loài sauropod to lớn nhất. Như chúng ta đã biết, phần lớn các sauropod là những sinh vật có kích thước lớn hơn bất kỳ loài sinh vật nào bước chân trên trái đất hiện tại. Những sauropod nổi tiếng như Diplodocus, Apatosaurus hay Brachiosaurus trên thực tế chỉ là những sauropod có kích thước vào dạng tầm trung. Như vậy, đâu mới là giới hạn kích thước của một sauropod có thể đạt được? Hãy cùng Unchik Share điểm qua một số ứng cử viên cho danh hiệu sauropod lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử nhé! Patagotitan majorum. Patagotitan là một trong những titanosaur lớn nhất từng được biết đến. Các hóa thạch của loài khủng long này được phát hiện tại một nông trại ở Patagonia, Argentina vào năm 2010. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những bộ xương hóa thạch hoàn thiện nhất của một titanosaur từng được biết đến. Chỉ tính riêng phần xương đùi đã dài đến 2,38 mét. Các Patagotitan sống cách đây 101 triệu năm vào đầu kỷ Creta. Dựa vào kích thước hóa thạch, có thể ước tính một con Patagotitan trưởng thành có thể dài từ 31 đến 40 mét, đứng cao đến 8 mét và nặng từ 42,5 đến 70,1 tấn. Để dễ hình dung, một con Patagotitan dài và nặng gấp đôi của một con Diplodocus hoặc nặng bằng 9 con voi châu Phi trưởng thành. Argentinosaurus. Argentinosaurus là một loài titanosaur có họ hàng gần gũi với Patagotitan và cũng tìm được thấy ở Argentina. Tuy nhiên, khác với người bà con của mình, các hóa thạch của Argentinosaurus không có nhiều, do đó rất khó để hình dung được về một loài sauropod khổng lồ này. Tuy nhiên, các ước tính về kích thước thì chúng dài khoảng 30-35 mét và nặng từ 80-100 tấn, vẫn đảm bảo cho loài khủng long một chỗ đứng trong danh sách các khủng long to lớn nhất từng tồn tại. Argentinosaurus được cho là ngắn hơn nhưng nặng hơn rất nhiều so với Patagotitan. Puertasaurus.
Argentina xứng đáng được mệnh danh là vùng đất của những người khổng lồ khi đây cũng là quê hương của Brontosaurus, một họ hàng khác của Argentinosaurus và Patagotitan. Cho đến nay, chỉ có vọt vẹn 4 đốt sống của loài khủng long này được tìm thấy, cho nên rất khó để xác định được kích thước thực sự của loài khủng long này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số này không thua kém các họ hàng của chúng là bao nhiêu. Sauroposidon. Sauroposidon sống cách đây từ 110 đến 118 triệu năm vào đầu kỷ Creta, khi hóa thạch đốt sống của Sauroposidon lần đầu được phát hiện tại Hoa Kỳ năm 94. Các nhà khoa học đã nghĩ rằng đây là một loại cây hóa thạch do nó quá lớn và với chiều dài lên đến 1,4 mét. Chỉ riêng phần cổ của Sauroposidon đã dài đến 12 mét. Ban đầu, nó được xem là một Brachiosaurus và có quan hệ gần gũi với Brachiosaurus hay Giraffatitan. Tuy nhiên, những phát hiện thêm về loài sauropod khổng lồ này ở hệ tầng Cloverly thuộc bang Wyoming đã cho thấy Sauroposidon gần với các Titanosaur hơn. Turiasaurus. Turiasaurus sống cách đây từ 146 đến 155 năm vào cuối kỷ Jura. Hóa thạch của chúng đã được phát hiện ở Tây Ban Nha. Đây là một loài khủng long có kích thước lớn nhất từng được phát hiện tại châu Âu. Có nhiều tranh cãi về kích thước thực sự của chi khủng long này. Tuy nhiên, con số thường được chấp nhận là dài từ 30 đến 39 mét và nặng từ 40 đến 50 tấn. Supersaurus. Supersaurus là một chi khủng long thuộc họ Diplodocidae sống vào cuối kỷ Jura. Cho đến nay, đã có hai loài trong chi Supersaurus đã được phát hiện, đó chính là Supersaurus vivani sống tại Bắc Mỹ và Supersaurus lorinhanensis đã được phát hiện tại Bồ Đào Nha, còn được biết đến với một cái tên khác, Dinheirosaurus lorinhanensis cũng sống vào cùng thời đại. Một con Supersaurus trưởng thành có thể dài từ 33 đến 35 mét và nặng từ 35 đến 40 tấn. Marapunisaurus. Marapunisaurus là một chi sauropod sống vào cuối kỷ Jura tại khu vực Bắc Mỹ ngày nay. Đây là một trong những sauropod được phát hiện từ rất sớm, khi một đốt sống khổng lồ với chiều cao lên đến 1,5 mét, có thể tới 2,7 mét nếu còn nguyên vẹn, được phát hiện vào năm 1877. Lấy các Diplodocidae làm chuẩn, người ta ước tính Marapunisaurus có thể dài từ 40 đến 60 mét và nặng tới 122,4 tấn. Tuy nhiên, theo như các nghiên cứu gần đây thì cho rằng Marapunisaurus thực chất là một Rebbachisaurus thay vì Diplodocid. Thay đó, thay vì lấy Diplodocus làm chuẩn như trước đây, Limmaisaurus được dùng để xác định kích thước của Marapunisaurus. Do các Rebbachisaurus có cổ ngắn hơn Diplodocid rất nhiều nên chiều dài của nó bị rút ngắn xuống bớt khoảng 35m và nặng khoảng 70kg, vẫn rất lớn so với phần lớn các sauropod khác. Barosaurus. Barosaurus là một trong rất nhiều những chi sauropod được tìm thấy ở hệ tầng Morrison thuộc kỷ Jura. Chỉ tính riêng phân họ Diplodocinae đã có tới hơn 14 loài thuộc 9 chi và cũng có khả năng là chi lớn nhất. Các ước tính gần đây cho thấy Barosaurus có thể đạt đến chiều dài lên tới 45m. Giống như các phần lớn các Diplodocid, Barosaurus có thể đứng trên hai chân, khi đó con vật có thể đạt được chiều cao tới 22m. Tương ứng với chiều dài của mình, Barosaurus có thể nặng tới 60 tấn, tương đương với 10 con voi châu Phi. Nói chung lại thì rất khó để đưa ra một kết luận đâu là sauropod lớn nhất. Bên trên đây là những loài khủng long mình liệt kê theo số liệu đến năm 2020 và ở thời điểm hiện tại có thể đã có thay đổi đôi chút. Nếu các bạn phát hiện ra sự thay đổi nào thì hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình thêm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.